Thưa quý vị, những năm qua, các cấp ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, phát huy khả năng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần thúc đẩy xã hội tiến bộ và phát triển bền vững. Nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật, Hội người khuyết tật thành phố thường xuyên quan tâm tổ chức các hội thi, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Từ đó, mỗi cá nhân được chia sẻ câu chuyện của chính mình. Dù khiếm khuyết về cơ thể, nhưng họ vẫn là những người may mắn, bởi trong suốt hành trình đi về phía trước, họ được yêu thương, được cổ vũ và hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Chính sự tiếp sức đó giúp họ trở nên mạnh mẽ để vượt qua mọi định kiến, rào cản và có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng. Là một người khuyết tật mà tôi được tham gia những cái chương trình như thế này thì tôi cũng rất là vui. Mình cũng phải cố gắng vượt qua người khuyết tật, nhưng mình phải cố gắng vượt qua mình giống như người không khuyết tật để mà vượt lên những chính bản thân mình. Thì mong rằng các cơ quan ban ngành quan tâm nhiều hơn nữa, đồng thời tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp họ lạc quan hơn trong cuộc sống. Được tham gia chương trình văn hóa nghệ thuật ngày hôm nay thì tôi thấy rất là vui. Và tôi mong một điều là dạng như là Hội người khuyết tật thành phố sẽ có nhiều hoạt động bổ ích như thế này cho các bạn thanh niên hoặc cũng như là các người khuyết tật trên toàn thành phố được giao lưu và học hỏi nhiều. Thông qua các chương trình giao lưu, Hội người khuyết tật thành phố mong muốn nâng cao nhận thức của người khuyết tật cộng đồng về tầm quan trọng của phục hồi chức năng vận động trong cuộc sống, vai trò của Hội người khuyết tật và các bên liên quan về lĩnh vực học nghề, vay vốn, việc làm đối với người khuyết tật, kết nối mạng lưới hội nhóm người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời khơi dậy ý thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tăng cường sự tham gia trên cơ sở bình đẳng với các thành viên khác trong xã hội, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho người khuyết tật. Thì đối với hội chúng tôi thì có nhiều chương trình, tổ chức nhiều chương trình hoạt động cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố, gồm có những là tư vấn hướng nghiệp việc làm, tư vấn trợ giúp pháp lý. Chúng tôi cùng nhau với các cái đơn vị thành viên trực thuộc tổ chức các cái hội thảo, hội nghị để mà vận động thực hiện các cái chính sách liên quan đến người khuyết tật. Việc đẩy mạnh nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa nhân văn trong xã hội ngày nay. Vì vậy, rất cần sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chức năng, ban ngành có liên quan. Trong đó, chú trọng triển khai các chương trình dạy nghề, học nghề, việc làm, thực hiện vui chơi giải trí để người khuyết tật có thêm nghị lực hơn trong cuộc sống.